Tại chùa Muniut Đông Ransay, xã Đông Thắng, Hội Liên Hiệp Phụ Nữ huyện Cơ Đỏ đã tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Thủ lĩnh của sự thay đổi. Câu lạc bộ Thủ lĩnh của sự thay đổi là một mô hình của dự án 8 thực hiện bình đẳng giới và giải quyết một số vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội dùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Câu lạc bộ thủ lĩnh của sự thay đổi ấp Đông Thắng, xã Đông Thắng là câu lạc bộ thứ hai trên địa bàn huyện Cờ Đỏ, gồm 16 thành viên là đồng bào dân tộc. Qua đây trang bị cho trẻ em những kiến thức, kỹ năng liên quan đến bình đẳng giới và bảo vệ trẻ em. Thông qua hoạt động của câu lạc bộ, các em được nâng cao kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ bản thân, tự tin, bản lĩnh để thay đổi, được giao lưu, chia sẻ, tham gia các hoạt động vui chơi giải trí phù hợp. Tại buổi ra mắt, ban tổ chức đã trao tặng 30 phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn và thành viên của câu lạc bộ.